Rồi, cô dâu cười lên nè, ép ép vô xíu, rồi, cười tươi lên, đúng rồi, cười cô dâu ngon kìa. Trời ơi, xuất sắc luôn. Rồi, em ơi, dạ. Nó bắt cúp giùm anh cái. À, cho anh coi hình với. Dạ. Dạ, dạ. Trời ơi, dễ thương quá trời. Phải chi tấm hình này không có anh á, cô dâu cười vời hơn nữa. Dạ. Dạ. Anh ơi, hả? Em dọn phấn xong rồi nè. Vậy thôi, em vô nghỉ đi. Không, không có được đâu. Sao vậy? Trời ơi, chán quá anh, nó mồ hôi quá trời luôn. Cái thời tiết gì đâu mà cũng ghét quá. Em cũng mồ hôi quá trời nè. Thôi để anh đưa em vô. Để em té nữa, anh đau lòng lắm. Em cũng sợ té lắm. Thấy ghê chưa? Đấy, vợ chồng son người ta phải thế, nhìn hạnh phúc thế kia cơ mà. Ừ, thì mình cũng sắp thành vợ chồng son mà. Em ơi, tìm giùm anh cái thẻ nhớ với, thẻ hết rồi. Dạ dạ. Anh chị ơi, đợi em xíu nha, em gắn thẻ nhớ vô mình chụp tiếp nha. Ừ. Thân thiện dễ sợ luôn không? Dễ thương. Em kiếm kỹ rồi coi. Sáng em cũng lu bu công việc vậy, em còn phải soạn đồ bắt cúp nè, tả sữa cho con nữa anh chi. Hồi đó giờ đồ của anh là do em soạn không à, mà bây giờ em nói vậy là sao? Ủa chứ giờ có con rồi thì phải khác chứ, đâu giống như xưa đâu. Anh chị đợi em xíu nha, em vô giải quyết công chuyện cái rồi mình chụp tiếp nha. À. Dạ. Nó con nhỏ này, mày kiếm lẹ coi. Có gì đó kiếm nãy giờ cũng không xong nữa hả? Nè, tao nói cho bản mặt mày nghe nha, từ giờ trở đi á là đồ của mày tự lấy nha. Mày kêu tao một tiếng là cái này là tao xiên vô trong đầu mày á, dám bà hành với mày hả? Chỉ một cái thôi nghe chưa? Mẹ, phim nè, chuẩn bị phim tao. Cưới mày về làm vợ chứ không phải làm má nha mày. Giờ tao làm má mày luôn á, ủa tao sợ nè, mày quá hả? Nè, ủa, ủa, ký vô cái đầu. Ủa, cái này chứ còn chi dám xiên mày quá. Ủa, tao sợ mày quá. Ê, sao không cam đi để hai vợ chồng đi lộn quá vậy? Chuyện bình thường mà, có ở đâu. Hôm nay trời mát á, chứ mỗi bữa trời nắng à, thằng Hào á, đập cái lên, lấy cái miệng, gạch vô lưng nhỏ mét cúp á. Không tin lại gạch lưng đi, mai mười mấy mũi á, mười mấy gít luôn á. Còn nhỏ mét cúp cũng đâu vừa, nó bẻ cọ trên điểm của nó, đâm vô thằng Hào mấy lỗ luôn. Ủa mày bắt cười quá, chứ ai tao không mất cúp rồi lấy gì mày chụp. Đó, mày đi ra mày chụp mặt mộc đi, kìa kìa, mày nhìn cái thân chú rể kìa, mày để mặt mộc kìa, xấu như chó. Người ta cũng kiếm người khác mất cúp mày, có mất cúp mày cũng mất cúp, người giàu cũng không mất cúp, cái thằng mày. Chú rể mà xấu vậy đâu. Nào, vô đây tao phụ tao ơi. Rồi mày tán dốc hoài, rồi. Nhanh đi. Rồi ha, tôi đi làm, tao không xin tôi nữa. Đấy, may mà tụi mình kế hoạch không xin con sớm đấy anh nhỉ. Mình có bàn kỹ về chuyện đó rồi. Mình biết sao không, hai vợ chồng này còn trẻ quá mà để con sớm, vừa đi làm vừa chăm con cực lắm. Với lại á, khi nào mà em cảm thấy là em đủ sức khỏe này, đủ tự tin nhá, với lại cảm thấy mà có thể lo được cho con ấy, thì khi đấy em mới sinh đấy nhá. À, với lại á, em có tham khảo thêm mấy cái biện pháp ở trên mạng rồi. Để vài bữa nữa em đi gặp bác sĩ rồi tham khảo mấy cái biện pháp hiệu quả cho tụi mình nhá. Vợ là giỏi nhất luôn á. Có rồi. Đó, mày tưởng không kỹ rồi mày nói tao. Mắt để trên trời hả, mắt mù hả? Đi vô lẹ, chụp lẹ đi về, tao mệt rồi nha. Làm như tao không muốn lẹ hả, mày nhìn cái hai vợ chồng kìa. Ngồi nhiều chuyện, trời nắng chang chang à, cứ ngồi nói chuyện riêng hoài. Mai mốt vô chụp hình á, chịu khó chọn lọc vợ chồng nào á mà dễ thương đi. Đừng có dư cái vợ chồng này nha, rất là mệt, nó dị ứng luôn á. Nhỏ nhỏ thôi, mày làm gì mà giữ dâu rể vậy? Trời, nghe, em nghe. Dạ, em nói chuyện riêng xong rồi, chụp hình. Dạ, cứ tự nhiên anh, tụi em không có gấp. Không, dạ, chụp đi, chứ em nói chuyện riêng, em xin phép. Đó, nó nhận nó nói chuyện riêng rồi, thấy chưa? Phiền quá cái đó. Nghe mình tao rồi. Dạ anh chị, vô mình chụp tiếp nha. Dạ anh. Có thể rồi. Dạ. Vô chị. Dạ, tự nhiên, dạ, tự nhiên. Dạ. Người ta kêu chụp chỗ khác đi, tự nhiên đi book cái chỗ studio full house gia đình hạnh phúc này chứ. Không, anh không chứ đâu, anh kêu người ta full house thì chắc chắn gia đình sẽ hạnh phúc đấy, thấy chưa? Hạnh phúc chưa? Hạnh phúc lắm vào. Chậm thôi. Rồi bây giờ mình chụp nha, mình tạo cái dáng mới lạ. Ổn rồi đúng không? Gia đình rồi. Dạ. Anh yên tâm, em là chuyên nghiệp lắm, chuyện nào ra chuyện đó à. Em không bao giờ mà để mấy cái chuyện mà gia đình ảnh hưởng tới công việc của mình đâu. Rồi. Rồi bây giờ cô dâu mình tạo cái dáng là cổng chú rể nha. Anh ơi, mình đổi kiểu khác được không? Bởi vì em mặc đầm rườm dài như này làm sao cõng chú rể được? Hồi nãy cũng chị kêu là chụp những cái kiểu dáng mới lạ, độc đáo. Thì bây giờ chị cõng chú rể có gì đâu. Ba hồi vậy, ba hồi khác. Sao mấy người con gái các cô sao ngày làm bèm, cái nết gì kỳ vậy? Không biết cưới làm chi nữa. Em là anh trai, tụi em cưới nhau anh mới có việc làm để anh có tiền. Dạ, anh yên tâm, em chuyên nghiệp lắm. Em cái khẩu xài nhưng mà nó tâm nó Phật. Dạ. Rồi. Bây giờ hai anh chị cứ cười tự nhiên đi. Tự nhiên là được. Cười tươi lên. Mày cướp. Sao? Kêu gì? Mày mắc cướp cái kiểu gì mà mặt cô dâu cứ chạy phấn nền hoài luôn á. Cô dâu muốn bên nào? Mình chạy.
Thằng này nấy ra coi. Má kêu bao nhiêu lần rồi, mua đồ xịn đi, không mua mua ba đồ ngoài chợ. Rồi giờ mày thích nó nhiều không? Mày á coi chừng tao. Tao xiên cái này một cái thì vô đầu mày nghe chưa? Đừng có mà giỡn mặt với tao. Dễ tao là mày ăn à. Này chứ. Chị. Trời ơi chị im đi. Chị định bên nó chứ gì? Chị có biết gia đình nhà ta sao mà chị nói? Thì các con gái với nhau á mình sao chị thì không hiểu luôn. Mày muốn tao nói mày né những cái cặp vợ chồng như vậy nghe chưa? Cầm cái mồm mày lại đi, mày lèm bèm hoài à. Đẩy con ra chị. Em đâu? Giờ chị không để em làm, sao bây giờ nó chửi em? Nó nói em không bất cứ có tâm. Rồi bây giờ ha, dầu đồ này kia đổ ra. Mà chị ơi, em nói chị nghe nè, chị phải để em làm. Chứ á, gặp mấy cái thằng photo dở mất ơ đầu đường xó chợ nào đó chụp á hả, lâu lắc không có hình mà giờ á để khách người ta nè, đó đổ dầu đó ơ, vậy cái nó đợi thường người ta. Không có hình là mày không bao giờ có tiền luôn á con nhỏ này. Giờ mày yên cái bỏ mày không, tao đang làm. Rồi đó. Anh chà, anh chị vô chụp, đánh sáng nha. Cười tươi lên nha. Cười. Anh dậy rồi hả? Ủa, sao không ngủ thêm chút đi, để làm đồ ăn cho. Thôi, để em dậy em làm đồ ăn cho. Em muốn làm nguyên bộ đàm đang. À, vậy đi, làm đi. Ok hả? Anh giỡn á, vậy. Đây. Làm cái nữa đi. Thôi. Cái nữa đi. Đá vậy là thua phải rồi mấy cháu. Này ba đứa, ba đứa ăn sáng luôn chưa, đợi bác hai làm hay là đợi mẹ xuống? Dạ tụi con đợi mẹ. Ôi không sợ trễ học hả? Dạ không, tại ba con nói đi học mà trễ hoài thì nghỉ luôn đi. Lớn lên và cho mỗi đứa một cái bao ni lông để đi mút bọc tí. Ba bữa ba giỡn mà sao để bác hai làm luôn cho. Ủa sao coi lại hả? Hả? Định nói với anh là mày không có coi trận này nha. Trời ơi, hôm qua cùng giờ có một trận còn kinh điển hơn mà sao bỏ được. Ủa, có trận nào sao anh không biết? Thì trận Tom and Jerry đó. Xong rồi tới trận công chúa tóc tiên. Ba, ba sai rồi, con chưa tóc mây mới được. Ờ, cô hay quá, ừ, tóc mây. Đó, chưa đâu, còn trước khi đi ngủ phải bài con cá mập đu 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 80 lần. Đó, đúng không, đúng không? Hả, à, đúng không? Này mày đứa ăn nhanh lên rồi còn đi học này, nhanh nhanh lên. Dạ. Được một đĩa. Đây. Rồi. Ăn đi, ăn đi. Bé Xu với cả ăn xong chưa đi học này con. Cho mày đứa nhỏ ăn miếng đi em. Cảm ơn chị Hà. Trời ơi, sáng giờ làm cái gì mà không cho tụi nhỏ ăn không biết nữa. À. Nhanh lên con sắp trễ dậy. Này còn đây nữa. Đây. Dạ dạ được rồi chị. Cái này đá gì sao phải khó. Cái này. Nè, lẹ lên con sắp trễ dậy rồi. Nè, uống sữa. Nè, uống sữa nha. Mẹ ơi, chừng nào mẹ mới đóng tiền học cho cô vậy? Hôm qua cô mới gọi tên con á. Trời ơi, đi học được gọi tên là phải tự hào chứ con. Ông kia nói gì vậy? Ủa, mẹ nhớ là hôm bữa mẹ đóng tiền cho con rồi mà. Đâu có hả? Chết là quên nữa, bữa là đóng tiền cho con bé Cà. Nè, tí nữa đưa tụi nó đi học á, rồi đóng tiền cho nó luôn đi, xong rồi về á, ghé mua sữa cho con Na với lại Tả cho con Xí nữa. Cái gì bà, đưa có 100.000 bắt mua lum lá chứ gì có đưa thiếu không vậy? Ủa thì tôi đưa vậy thì ông hùng vô đi chứ. Ủa tháng lương đưa bà hết rồi, giờ giữ có 20.000 cà phê thiệt, không lẽ giờ bà lấy luôn không? Lấy sao không, 20.000 cũng đủ mua hộp sữa ông liền như tụi nó đó. Anh hai coi nó kìa. Thôi sáng sớm mà hai đứa gây lộn hoài. Gây lộn gì, gây lộn tôi nói chuyện bình thường, gây lộn gì. Trời ơi nạt chưa mặt anh. Thôi nếu mà cần á thì anh đưa tiền cho nè. Thôi em không có cần mượn tiền anh hai đâu, em ứng lương em lo được cái gì. Xu với anh Cà thông chơi đi học nè. Đi học đi con đi, có gì giờ chưa nghỉ trưa ăn tiếp. Lại ba đi làm nữa nè. Của con. Ủa lộn hả? Ăn gì ít sạch vậy hả? Chứ có thời gian đâu mà ăn. Mà hay quá, sao sáng mà không làm sớm đi. Ủa chứ anh không ngồi đây em rảnh làm gì?
Rảnh gì tao bận việc bộ. Bận. Hai đứa thưa bác hai cho. Dạ bác hai, con hai. Con chào cả nhà con đi hả? Bye bye bye, đi học ngay con. Trời ơi, sữa đổ tùm lum hết trơn rồi nè. Mẹ bé nào đi tắm rồi mình xuống mình ăn tiếp ha. Đi tắm thôi. Chị hai, coi dọn giùm em nha. Thôi, từ xuống ăn sáng nha. Chồng, em thấy con Kiều nó cũng hay ghê thật đấy. Chứ em mà là nó ấy, em chả bao giờ chăm được một nách ba con như thế đâu. Chồng nhìn đi, vừa tội nghiệp lại còn chẳng có thời gian chăm sóc bản thân nữa ấy. Thì nó sinh em bé thì nó phải chịu cực một chút. Chồng có người quen bên phòng khám đúng không? Hay là ngày mai chồng đặt cho em cái lịch khám đi, để em qua để nghe tư vấn về các biện pháp tránh thai với lại cách đặt vòng như thế nào ấy. Nhá. Ok, chút nữa anh gọi liền. Ăn sáng đi anh. Không sao đâu, anh cứ lo đón ba đi. Lâu lâu ba mới lên thăm vợ chồng mình mà. Em biết rồi. Chào bác sĩ ạ. Mời cô. Dạ. Kết quả của em sơ với bác sĩ. Sau khi khám sàng lọc á, ngoài các biện pháp tránh thai như sử dụng bao cao su hay là đặt vòng đã được nhiều người biết đến, thì tôi khuyên giới thiệu với chị thêm loại viên uống tránh thai kết hợp, hay gọi là viên uống tránh thai hàng ngày. Dạ vâng ạ. Viên thuốc tránh thai kết hợp hiện nay á, được xem là một trong những biện pháp phòng tránh thai tốt và hiệu quả, lên đến 99,7% với tính năng dễ dàng sử dụng. Và nếu khi muốn có con á, thì chỉ cần ngừng sử dụng thuốc một tháng là được. Và điều đặc biệt hơn á, đó chính là nó có thể giúp những lần quan hệ của hai người trở nên tự nhiên và nhiều cảm xúc hơn, không dễ gây ra sự bất tiện nào. Con hiểu rồi. Vậy nếu như mà mình dùng thuốc này á, thì nó có tác dụng liền luôn hả bác sĩ? 7 ngày sau khi uống thuốc thì mới phát huy công dụng tránh thai. Còn nó có cái tác dụng phụ gì không hả bác sĩ? Một trong những điều cần lưu ý là phải sử dụng thuốc liên tục, không được ngắt quãng. Nếu không thì sẽ không có được kết quả tốt. Và tác dụng phụ của thuốc sẽ hiếm gặp, mà nếu có thì cũng sẽ thoáng qua. Và sau 2-3 vị thuốc, cơ thể của cô sẽ quen và không bị nữa. Vậy còn gì nữa không hả bác sĩ? Tôi cũng tư vấn thêm, những viên thuốc tránh thai loại xịn thế hệ mới nhất ngày nay, nó còn giúp cho da của cô là bớt mụn, bớt nhờn, không gây tăng cân, và đặc biệt là điều trị tiền kinh nguyệt như đau bụng kinh. Bác sĩ ơi, cho con hỏi là cái viên uống tránh thai kết hợp này thì mình không cần đặt vòng nữa phải không bác sĩ? Đúng rồi, không cần đặt vòng nữa. Dạ, con cảm ơn, hay quá ta. Cao xanh ơi, thượng thiên ơi, cha mẹ ơi, nhìn gia đình của Út nó đề quề, con cháu đầy đặn vậy, hạnh phúc biết chừng nào. Thầy. Dạ. Bây giờ mà có đứa, một đứa con thì vui lắm con ha. Thôi, con làm việc của con đi. Con làm gì con đi. Trời ơi, bà kêu thẳng tên con xong rồi bà kêu làm việc của con. Cái chuyện sanh đẻ của vợ con với con để từ từ con nó tính. Má hối hoài rồi, sao con làm được. Ba có dám hối gì con đâu. Con với vợ con lớn hết rồi. Con là trưởng nam trong một gia đình mình nữa. Muốn làm thì cứ làm, hiểu không? Cao xanh thượng thiên cha mẹ. Ngày xưa cha mẹ đâu có đòi hỏi đâu, mà con biết nhiệm vụ của con là phải cần có đứa đích tôn để cho cha cho mẹ vui. Ba, từ từ cũng được mà, gấp gáp gì. Dạ, từ từ cũng được mà. Dạ. Ba cha. Dạ. Thái. Dạ. Cái cảm giác mà mình nhìn, mình ngó con mà mình không có sờ, không có nắm được á, khó chịu lắm con ha. Ủa là sao ba? Tự nhiên cái chỉ nhìn không sờ nắm được là sao? Con không hiểu. À như vậy nè con. Con xin quay cái xíu. Vài năm nữa cái ba lớn tuổi hơn, ba già hơn á. Dạ. Cái ba nằm một chỗ giống như nè. Gì? Đó, giống là dạng mà bị bán thần huyết tọa vậy đó. Gì? Cái nằm này nè. Cái thấy cái ngồi ngồi nè. Đó, cái con cháu á. Đích tôn á con. Lúc nó sanh đời nó chạy nhảy á. Mình nhìn mình không có sờ, không nắm được con. Tự nhiên nói kỳ quá à.
Con chào ba. Ba mới lên chơi hả ba? Con dạ. Gì ba? Gì đó, ba muốn tới ôm nó mà không được con. Đau đớn lắm con. Ba vui vẻ vợ con cái khỏi. Đừng có chuyện. Ba không khỏe hả? Không có. Ba nó đang test thử bài test là làm sao để gia đình hạnh phúc đề quề con. Ê, ra đây. Hả? Ra đây, ra đây. Gì? Ba bị sao đấy? Ba không có gì, nhưng mà cái chuyện mà em đặt giọng á, đừng nói cho ba nghe nha. Mắt con lên tim rồi, em nằm đóng giống vậy kỳ lắm. Em có cái này định nói với anh nè. Em không tính đặt vòng nữa. Em không. Từ từ chờ tí xếp ba. Không tính đặt vòng nữa. Không. Alo. Ba. Gì con? Vợ con không đặt vòng nữa. Cái gì? Không đặt vòng nữa. Không đặt vòng nữa. Em được rồi. Cáo xanh ơi, thương thiết ơi, cha mẹ ơi, cuối cùng cũng nghe được lời cầu khẩn của con rồi. Ủa ba đâu rồi anh? Ba tới liền. Trời ơi, giọng con gái của ba này sao thánh thoát vậy đâu. Ôi ba còn ngồi xuống đó. Rồi con uống đi, cái này nước trái cây ba đích thân ba làm đó nghe. Con dâu uống vô cho nó khỏe nghe. Ngại quá, cái này phải để con làm mày đúng chứ ba. Bậy. Con từ đây con cứ ngồi một chỗ thôi, để ba làm tất cả những gì này cho, hiểu chưa? Từ lúc ghen thái báo cái vụ và cái gì là xả ra thôi. Con phải nên coi như là đi đứng cho nó khoan thai nhẹ nhàng, hiểu chưa? Đừng đi mạnh mộng. Nó không tốt trong cực. Hả? Cái gì? Lần này ba lên chơi là chơi tới bao lâu mới vậy? Thì đúng ra ba cũng định lên một hai ngày ba về, nhưng mà từ lúc nghe cái tin mà con báo mà con biết sao? Cái dòng kim cô mà tháo đâu cái, trời ơi, đã. Chắc ba chơi cỡ tuần á. Ủa vậy hả ba? Vậy thôi ba lại chơi nha ba, chứ con cũng đi công tác 6-7 ngày con mới về á. Ba cứ lại chơi với anh thoải mái nha ba. Thì công việc là quan trọng. Con cứ đi, nói chung là phải thoải mái nha. Thoải mái nha, ba ở nhà ba chơi với thằng Thái được rồi. Yên tâm đi ba, yên tâm đi, con deadline con cỡ tầm 5-6 ngày nữa xong rồi, lúc đó con chơi với ba thoải mái luôn. Ủa, 5-6 ngày đó ba chơi gì? Thì ba đi vòng vòng chơi nè, rồi con vừa làm việc con vừa coi ba. Vui quá ha. Ba có thấy vui gì đâu? Không, ý là ba cần cái gì thì ba nói con lo cho ba. Chứ đâu gì đâu. Rồi thôi ba ngồi chơi nha, con xin phép con lên soạn đồ cái hả? Thì con lên soạn đồ đi chứ. Ba lại đi vòng cho nó chơi, nó coi ba đi chơi được rồi. Dạ. Ê, khoan. Dạ. Con mới nói gì? Thì lên soạn đồ. Dạ, con soạn đồ ạ. Ủa cái gì mới nó đi liền vậy hả? Dạ. Con đừng liền. Ở lại một đêm, sáng mai đi nha. Ba ơi, không được rồi ba, tại vì sếp con mới điện nói là đặt vé máy bay xong hết rồi, bây giờ nếu mà không ra thì trễ mất, cho nên giờ con phải đi liền rồi ba. Dạ. Sếp hả? Dạ. Sếp lớn đúng không? Dạ sếp lớn ạ. Thôi. Lớn muốn gì cũng được mà. Thì đã. Con cứ lên đây, con lên soạn đồ. Quan trọng là cái tâm lý phải thoải mái nha con. Dạ, có gì ba thông cảm cho con nha ba. Không sao. Dạ, ba ngồi chơi nha. Và con nhớ là tâm lý phải thoải mái nha. Dạ. Xóa ra nha con, thoải mái ra nha. Đi lên. Đi đâu? Đi lên liền. Làm gì? Xin nó một cái. Đi. Xin. Trời, nó đi liền kìa. Tối nay đâu có ở nhà đâu. Lên xin nó cái. Thì bữa nào cũng được. Đi liền bây giờ. Sẵn có mặt ba đây, ba tranh thủ rồi. Ba dòm ngó cho. Dòm ngó gì? Tự nhiên vợ chồng ta dòm ngó. Mày xin, mày cưới nó bao nhiêu năm trời rồi, có đậu không hả? Bây giờ sẵn qua đây nè, bao nhiêu ba ngó, tranh thủ ba ngó, sai tư thế nào ba vô chỉnh liền, ba chỉnh ba sửa liền tại chỗ, là đậu liền tại chỗ nha. Ta đang làm tự nhiên vô sửa đi. Rồi sao ba sửa? Sửa cho. Rồi nó xìu sao? Ba sửa cho. Nó xìu mà. Xìu tao cho lên lại. Ôi ba. Có định xích vô trong cho em ngồi không?
À, để anh lau cho. Em ấy nha, đi công tác gì mà cả tuần lễ, lâu quá trời luôn. Giờ đi mới có một tuần chứ mấy. Nhưng mà đối với anh như 1 tháng vậy đó. Có nhớ anh lắm không? Ôi ơi, nay học ở đâu cái tói nịnh vợ ghê thế. Bây giờ sao? Muốn cái gì nào? Muốn gì đâu. Ê khoan, ngừng thuốc từ bữa. Ồ, có tích ngày nữa hả? Đủ 7 ngày thôi. Đợi anh chút. Alo, con nghe nè. Rồi, 2 tuần lễ nữa con có kết quả cho ba liền. Yên tâm, chắc chắn 100%. Con nghe nè ba. Rồi, chắc chắn lần này là có mà. Ba biết sao không? Hồi sáng vợ con nó thèm chua, con đi mua xoài cho nó nè. Lần này mà con không được nữa đó, tao chết thật cho mày xem. Biết rồi mà. Vậy nha. Rồi. Ủa? Chưa gì hành rồi hả? Nhóc này hư lắm nha, hư lắm nha. Nói cái gì đấy? Thì hành rồi đúng không? Bắt đầu là có triệu chứng là ngán rồi đó. Ngán cái gì anh điên à? Người ta đang từ tháng. Đau hết cổ lưng như này. Nhưng mà công nhận nhá, tháng này em đau ít hơn tháng trước. Tháng trước em còn đau bụng quằn quại cả cơ ấy. Tới tháng là đau bầu. Đúng rồi. Anh còn đứng đực ra đấy làm gì nữa? Đi mua giùm em có băng vệ sinh đi. Nhà hết băng vệ sinh rồi. Tưởng thèm chua em nghe. Khủng quá à, thèm cái tôi. Mẹ rồi. Ba ơi ba, không sai rồi ba ơi. Ủa anh hai, làm gì thấy tâm trạng quá vậy? Buồn. Sao vậy? Anh không biết sao chứ anh với chị mày cứ thả cửa mấy tháng nay rồi mà cứ... Chuyện gì cũng từ từ, chuyện con cái mà có gì đâu phải gấp. Mà ba ông hối quá, ông cứ... Thôi mấy anh đi khám thử coi sao. Coi cái vấn đề sinh lý anh có bị gì không? Đi khám hả? Đủ sáng, trưa, chiều, tối, đầy đủ chất dinh dưỡng vô cho chị, hiểu không? Cái vấn đề này đừng có ngại, có gì cứ chia sẻ cho chị biết cái gì chị chắc đồ vô, hiểu không? Em làm vậy vợ em nó mơ em liền hả? Trời ơi, chị dày dặn kinh nghiệm. Em trai. Trời ơi, cái thằng này người dày dặn kinh nghiệm chỉ cho không chịu nghe. Đau lắm hả con? Ủa, em trai. Đã nói rồi không? Dạ. Ngồi chờ kết quả hả? Dạ. Biểu sinh lý hả? Biểu sinh lý phải không? À dạ, không, đâu có đâu. Trời đất ơi, chị mới thấy em bước từ trong phòng khám ra đây. Người lớn với nhau mà, đừng có ngại. Trời ơi, lần trước á, chị vô đây nè cũng ngại y chang em vậy đó. Nhưng mà từ từ là chị quen hết à. Em phải chia sẻ thật là kỹ để bác sĩ dễ biết bệnh của em để mà chị biết không? Dạ. Hỏi thiệt, cỡ nào? Dạ, cũng đủ xài. Trời đất ơi, chị hỏi em là em nôn con đến cỡ nào chứ đủ xài gì? Thì em nói là nôn con đủ xài. Còn ba em thì nôn nhiều hơn cho nên ổng hối em hoài. Vậy em với vợ em có điều độ không? Hỏi tới cái đó luôn à? Thì cũng tầm 3 đến 4 nháy một tuần. Trời đất ơi, ăn uống gì mà tham khổ dữ vậy em? Bị bệnh này nè là em phải ăn uống điều độ, nhiều chất dinh dưỡng, nhiều chất bổ vô mới được. À ăn hả? Ừ. À ăn. Dạ dạ, em đâu biết đâu, tưởng chị hỏi. Hỏi gì? Không gì, không gì, ăn uống. Ừ. Ủa mà chị rành vậy chắc chị có nhiều kinh nghiệm, chắc chị mấy đứa rồi. Chị chưa có bồ. Chưa có bồ. Ừ. Vậy chị vô đây khám gì? Chị có khám gì đâu.
chị dắt thằng em chị khám phòng bên kia kìa. Tại đang lúc giờ nó khám chị rảnh chị đi vòng vòng chơi vậy đó. Ừ, mà thôi để chị qua chị coi nó khám sao rồi chị quay lại nói dạ. chuyện với em nha. Dạ. Tư vấn tiếp cho em. Dạ. 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 Không cần lắm. Không cần lắm. Dạ. Anh đâu đâu. Khỏe. Anh Thái. Anh chia tay đi. Tại sao? Anh ấy tốt hơn anh. Anh ấy sẽ cho em một cuộc sống tốt hơn. Em đừng có nhìn vẻ bề ngoài mà đánh giá một con người. Chính anh sẽ là người tốt hơn hắn. Em sẽ phải hối hận. Em sẽ phải hối hận. Anh Thái. Hả? Em hỏi anh đi khám bệnh hả? Mời bệnh nhân 23. Anh đi khám bao tử. Tại biết sao? Dạo gần đây anh uống rượu tây với lại ăn bào ngư di cá rồi mấy cái hải sản nó bị good, cho nên khám bao tử với khám good. Đi khám bao tử ở phụ khoa hả? Phụ khoa. Kiểu trong bệnh viện cũng có cần phụ làm hoa. Em trai, có kết quả chưa? Có biểu sinh lý không? Trời ơi, yên tâm, có gì hỏi chị. Chị chỉ cho, chị nhiều chiêu lắm. Phan, chờ chị. Alo, vậy cần tư vấn gì? Giờ đó đi, tôi qua liền. Dạ, sao rồi? Chồng. Ủa, đây là anh Thái, người cũ của em đúng không? Đúng rồi. Ảnh đi khám yếu sinh lý á mà. Thôi, mình đi đi chồng. Em đi trước nha anh. Ủa? Anh nhớ là hình như lúc chia tay là nó nói em sẽ phải hối hận đúng không? Đúng rồi. Mà em không hề hối hận một chút nào luôn á. Có anh đây nè, sao hối hận được. Ngon chẳng. Trời ơi, tướng ngon lắm mà. Mời anh Vũ Phạm Đình Thái vào nhận kết quả. Rồi. Ủa, sao ai giống một Thái xóm mình quá vậy ta? Kết quả cho thấy á, anh hoàn toàn bình thường. Còn mà về trường hợp chưa có con của anh chị thì tôi nghĩ là chúng ta cứ chờ xem một khoảng thời gian nữa xem sao. Nếu mà tiện nữa thì anh có thể dẫn chị tới để kiểm tra cho chắc ăn luôn anh ha. Mặt nó buồn hiu à. Tôi hỏi mấy bà nè, nó không có bệnh đó, nó vô phòng khám sinh lý làm gì? Cũng đúng em. Nhìn thấy cái tướng nó mà tôi nghi rồi. Hèn gì hôm bữa tôi nghe ba nó nói là ông muốn hai đứa tụi nó có con, mà có thấy được đâu. Trời ơi, sao có được, nó vô chỗ đó làm sao có con. Ê, nó ra tới kìa. Mấy bà đừng nói gì nghe chưa. Cho ly phơi đá nha thầy Tám. Nói liền. Làm gì nhìn con dữ vậy? Tại con hỏi nên gì mới trả lời nha. Chứ tôi cũng không chuyện đâu à. Nghe đồn là con bị yếu sinh lý sao không? Có phải yếu sinh lý không? Làm gì có. Ai đồn kỳ á. Bà tám chứ ai. Chắc là hiểu lầm gì thôi chứ con bình thường à. Thì đó, nãy bà nói á, tụi gì đâu có tin đâu. Còn gì á, sáng suốt lắm. Không bao giờ tin mấy cái lời bị đặt đâu. Sáng suốt. Đây, cà phê. Sáng suốt. Còn mấy bà nữa, cũng xạo xạo quá đi. Nãy hùa dữ lắm mà. Nhất là bà nè. Nói nào là nhìn tướng, bừng, đen, tướng vậy là yếu. Mà giờ mấy bà nói tùm lum vậy. Không có, con nhận tin nha. Dạ. Thiệt, con bình thường, con có chụp lại cái hồ sơ bệnh án đó. Bình thường nè. Ủa, mà bình thường, sao có con? Con nói thiệt đi, cái gì mấy gì chị bảo cho. Mình hàng xóm nhau hết, có gì đâu mà con ngại. Anh ơi, về có khách nè. Thôi con về bển nha. Ghi sổ con nha. Thú vị quá trời. Mấy bà đi. Nghe nói thật thúi. Còn mấy bà thím nè, cái chuyện sinh con đẻ cái, cái chuyện kế hoạch quá gia đình của người ta là cái chuyện của người ta tự tính với nhau, không ảnh hưởng tới chén cơm của mấy bà hết á. Trời ơi, làm như chui dưới gầm giường người ta sống cái gì mà biết rành quá vậy. Bớt nhiều chuyện lại đi. Chán mấy bà nội thiệt, vậy cũng nói được. Hơi sức đâu mà nghe thiên hạ nói
Anh không nhớ lần trước cái lúc mà em nhận bé Lộc làm con nuôi hả? Trời ơi, ác mồm ác miệng cũng mấy bà nội đó đó. Nói em là nhận con nuôi trá hình, nhận xong về nuôi xong rồi ăn. Trời ơi, không hiểu luôn á. Thì tao nghĩ cũng mấy bà nói cũng có lý mà. Tại thường ta nhận là... Trời, người ngoài ta nói không sao, giờ anh trong nhà mà anh không hiểu tôi luôn. Đấy, anh giải thích đã. Thường người ta nhận trẻ nuôi là nhận trẻ sơ sinh, là mấy đứa 1-2 tuổi. Còn mày nhận Lộc này nó tới 15 tuổi, người ta nghĩ cũng đúng mà. Cái chuyện cha con là cái chuyện duyên nợ. Bây giờ nè, bây giờ cái đứa nhỏ mới đẻ ra mà đến năm 15 tuổi nó không có ai nhận. Bây giờ em không nhận nó thì mai mốt ai nhận nó? Rồi nó sẽ ra sao? Nó ra xã hội rồi nó hư hỏng rồi sao? Anh hiểu mày mà, anh chỉ giải thích vậy thôi chứ anh hiểu. Cái miệng đời người ta nói gì người ta nói. Người ta đâu có sống thay mình đâu mà mình để ý người ta nói là cái gì. Nhưng mà sợ nhiều khi ba ổng nghe tới rồi ổng nói này. Thì nói cho ba biết. Nó rồi nói cái vụ con út đó đẻ cho lắm vô. Bây giờ có nuôi có nổi đâu. Thiệt, nhưng mà cái chuyện có con từ từ cũng được. Nhưng mà anh thả mấy tháng nay rồi không thấy động tĩnh gì á. Anh cũng đi khám. Anh thì bình thường, anh chỉ sợ chị mày nó yếu thôi. Cũng có khả năng lắm á. Anh là ok nè. Chỉ là chỉ còn chị thôi. Cái ca này cũng khó nha. Bởi anh không biết làm sao nè. Là nếu mà chị như vậy á, là chị sẽ bị trầm cảm. Rồi chị sẽ suy nghĩ tiêu cực. Rồi tinh thần sẽ suy sụp và sống sẽ khép kín hơn. Đừng có nói cho chị là anh biết rồi. Tìm cách động viên, an ủi chị. Bởi vì sao? Bởi vì khi mà người phụ nữ trong giai đoạn này người ta rất là nhạy cảm. Người ta rất là tủi thân và buồn bực. Cần một cái người đàn ông mà hiểu chuyện, quan tâm, chăm sóc, thấu hiểu cho mình. Ghê quá ha. Hồi chị em phụ nữ với nhau, hiểu nhau quá ha. Trời ơi, sao không hiểu? Mấy chuyện này tôi rành lắm. Nói chung là phải động viên và luôn bên cạnh chị vậy thôi. Còn cái chuyện con cái á, mình đẻ không được mình xin con nuôi, giống như em xin Lộc về nuôi đó, có sao đâu, con nào cũng là con. Hello mấy ông ơi. Mới học về con trai? Dạ mới học về, mà ghé fan con chơi nhạc luôn. Trời ơi giỏi quá trời. Ê, bữa nào mày ráp cho bác, bữa nào mày ráp cho anh nghe đi Lộc, chứ cái gì mày bác không được. Cái gì trong nhà phải kêu đúng gia dế. Cháu của anh đó. Khó, cái mặt nó thật. Nhưng mà trong nhà là cái nào ra cái đó chứ. Cái đó con tôi mà tự nhiên kêu anh xưng hô sao? Bữa nào mày ráp cho bác nghe đi Lộc. Lô, con nói bác hai hoài. Bác hai đừng kêu con tên Lộc nữa. Gấp nem con lại Shadow. Cái tôi nghe thấy cưng dễ sợ luôn. Với lại con đang phiêu á. Để mốt con viết xong hết bài sáng tác cho cả nhà nghe luôn. Ừ, giỏi quá trời, giỏi luôn. Để đi, ngày mai cho con tiền mua vé đi coi gấp nha. Cũng được, nhưng mà con phải hứa với ba một chuyện. Là phải gọi điện xin lỗi thầy giáo vì cái vụ mà đang học mà bỏ ra ngoài đó. Ủa, con đâu có sai, đi. Con đang phiêu theo the best. Con đang sáng tác, con lại giật bắt con đang phiêu, con im lặng. Con hát trong lớp, thầy chấp nhận. Nhưng mà đang học tiếng Anh mà con đi hát tiếng Việt rồi thầy giận là đúng rồi. Bây giờ nghe lời ba nè. Ráng học tiếng Anh đi rồi sẽ vài bữa mình bắn ráp bằng tiếng Anh, nghe chưa? Đếp nói chuyện với chàng mấy hợp mì của con cũng. Thôi vô tắm rửa cơm đi nè. Dạ. Ê, có chắc thằng Lộc nó 15 tuổi không? Trời nhìn nó trưởng thành vậy chứ tâm hồn nó còn trẻ con lắm. Phải công nhận mày với nó hòa hợp thiệt luôn. Quan trọng là mình tinh tế thôi. Mình có em bé thì anh mới tháo cái chanh ấy xuống mà. Em nói vậy thôi, chứ em đang buồn lắm đúng không em yêu? Không có gì. Chỉ là anh muốn làm cho cái phòng mình nó mới hơn thôi. Không chuyện thật. Ê anh ơi, à? Này, con của con Quỳnh mới sinh này nhìn xinh chưa? Dễ thương nhở? Mặt y chang như bố nó ấy. Này, anh thấy có dễ thương gì đâu.
Nói chuyện kiểu gì vô duyên thế. Con nít nhà người ta kiểu gì mà chả dễ thương. Kìa. Xinh thật đấy. Anh thấy con nuôi Phương á, thằng Lộc á, thằng đó nó mới dễ thương. Bác hai, bác hai. What's up bác hai? Nghe nè. Cái gì vậy? Bác hai còn bia không? Cho con về lâu uống chơi. Mấy tuổi mà uống bia uống bọt mày. Vậy bác hai còn rượu không? Con Phiêu đang Phiêu hay đã biết mà bị bí cái tuổi nữa. Cần chút men trong người. Hay quá ha, không có mày. Đi về phòng đi, tao mép ba Phương mày giờ. Con ra mua con bác hai lên trị thượng chơi solo à? Nó bảo chuyện gì đấy? Nó hỏi nó có dễ thương không? Mà anh thấy thằng Lộc nó dễ thương chứ. Hay là mình cũng nhận con nuôi với ông Phương đi em. Hôm nay anh có bị sao không đấy? Hả? Anh có bị gì đâu. Hôm nay nói chuyện kiểu gì lạ thế? Bình thường em có bao giờ thấy anh khen Lộc đâu. Lúc nào anh chả bảo nó là già hơn cả Phương. Nhưng mà hôm nay tự nhiên anh thấy thằng bé nó dễ thương. Không có chuyện thầm giả với anh đâu, em ngủ đây. Mai phải đi làm sớm. Em nói chuyện với anh đi. Em nói chuyện với anh đi. Ôi. Phải vậy chứ anh hiểu em lắm á. Cái gì? Vợ anh Thái vụng trộm hả? Trời ơi, có cần thiết mà la lớn vậy không? Mà la vậy cho người ta biết tụi mình nhiều chuyện à? Đúng rồi á, nhiều chuyện á thì cũng phải có lòng tự trọng chứ. Rồi mà sao nó vụng trộm ta? Chắc có vấn đề gì đó. Chứ tôi thấy hai vợ chồng nó hả, sống vui vẻ hạnh phúc với nhau lắm mà. Ôi trời, thôi đi mấy bà ơi, có nhiều chuyện thì đứng nghe chơi cho vui thôi. Còn bà nữa, bớt nói giùm tôi cái đi. Mà xui ghê ha, có con vợ đẹp vậy á mà gặp phải thằng chồng có con. Được gặp tôi á chứ tôi sang chấn tâm lý luôn quá à. Đúng rồi đó. À thôi thôi, giải tán giải tán, thôi đi về đi. Trời, tôi ghét nhất là mấy má sáng sớm lại đây nhiều chuyện à. Tôi cũng ghét mấy người nhiều chuyện lắm đó. Mai mốt á có gì á gọi video call cho tôi nghe. Thôi về đi. À, hai đứa uống gì tám làm ở cát rồi. Tội nghiệp anh hai quá chồng. Ngoài cười vậy thôi chứ nước mắt nuốt ngược vô trong. Ủa tụi mày bị gì vậy hả? Tự nhiên làm bèm gì vậy? Thảo nào dạo này em thấy anh hai cao lên. Làm sao? Anh hai bị cắm sừng mà anh hai không biết luôn anh hai. Ê, nói tào lao tao ký đầu mày nghe mày. Trời ơi anh hai, ở ngoài sớm người ta đồn ầm lên kìa, anh hai không biết hả? Trời hơi đâu mà nghe mấy bà ngoài sớm ơi. Mấy bà đó tám mà cố luôn. Không phải là nghe mấy bà không đâu anh hai à. Tại vì giờ nhìn anh hai vậy nè, rồi chị hai như thế kia, thì cái chuyện mà vợ ngoại tình nó bình thường mà. Em thấy đúng, là đúng. Khả năng cao luôn á. Anh hai có để ý chị hai dạo này không? Em thấy chị hai càng ngày càng đẹp luôn á. Anh hai nhìn anh hai đi. Chán. Chán lắm. Nản, thật sự nản. Em đàn ông nhìn còn nản luôn. Mà lỡ như mà ví dụ có chuyện đó thiệt thì tao phải tính làm sao? Bây giờ chỉ có cách là anh hai cùng với chị hai có con mới mong là được cái bình vững chuyện gia đình được. Ê, cái này em thấy chồng em nói đúng nè. Hồi xưa hai đứa em mới cưới về á, cãi lộn ì xèo xém ly dị mấy lần luôn. Mà hả, cứ mỗi lần định ly dị là lòi ra một đứa. Mỗi lần định ly dị lòi ra một đứa. Ngại quá. Ở tới giờ luôn đó anh hai. Mày làm như chuyện đẻ rồi dễ lắm vậy. Dễ sao dễ anh hai? Anh hai quên sản phẩm của hai vợ chồng em rồi sao hả? Sukanasi.
Con xí nó ở trên nôi làm sao mà xuống được. Quên. Sukuna đâu? Vô đây đi đâu? Nè, mẹ hỏi nè, mấy đứa thương ai nhất nhà? Con thương cả hai. Thương cả hai. Ôi, giỏi, chút nữa ba cho thân tiền. Ba với mẹ. Chút nữa ba mẹ cho tiền đi ăn kẹo ha. Đi chơi, đi chơi. Nhưng mà ba có trong túi ba có 20 ngàn, làm sao mua cho cả ba đứa con nữa. Quê ghê. Giải thích đi. Thôi tí nữa mẹ mua cho. Mẹ mua, mẹ có tiền. Dạ. Thôi đi chơi đi. Chơi nha. Dạ, con đi chơi. Con Hận nha con. Ơi. Dạ. Con em anh Hận. Chết luôn. Ai không biết con mày. Mà vấn đề là kêu tụi nó vô đây làm chi? Tao đang hỏi bí kíp gì chỉ tao để tao đẻ được, chứ không phải là tự nhiên kêu tụi nó vô là sao? Chưa hiểu. Anh hai không để ý hả? Tao phải đơn giản bằng vợ em nó say đắm em cuồng nhiệt gì đâu. Vậy cái độ phong trần lãng tử của em đó, nó là để bốn đứa ngon nghẻ đâu phải đơn giản hả? Quỷ à. Đó, bởi vì yêu cái nết này ghê, bởi vì cưới chứ. Không, đừng có nói nữa mà. Thôi. Ở giờ có chỉ không hay là tụi bay ngồi đây tụi bay đóng phim sến cho tôi coi. À, này người nhà thân lắm mày mới chỉ ha. Bây giờ em có một cái bí quyết tuyệt kỹ. Chồng. Ừ. Không lẽ anh định chỉ anh hai cái bí quyết? Đúng vậy. Bí quyết gì mà ta ổn không? Baby à, em chỉ việc im lặng thôi. Vì đêm nay em sẽ được xâm lược, xâm chiếm cơ địa. Đợi anh chút nha. Xâm chiếm cơ thể cường tráng và hầm hố này. Anh hai ơi, kêu phải giãn cơ, giãn cốt, khởi động vô. Trời ơi, cái đó cơ bản mà. Đúng rồi. Thôi, tôi dẹp đi, tao không nghe lời tôi quay nữa đâu. Quê mà cố. Đúng rồi đó. Đừng nghe lời nó. Ủa ba? Chỉ anh chỉ tầm 7, tầm 3 không? Mày ngoài cái tóc mà dài hơn người ta không làm được cái gì hết trời á. Con trai. Mấy hôm nay ba cũng nghe hàng xóm họ nói đầy cái lỗ tai hết trời rồi. Ba tìm người giúp được rồi. Ba. Ai đây ba? Con ông thầy kìa, ông giỏi lắm. Đi với ba nhé. Thôi con không đi mấy chỗ đó đâu. Với lại mai con bận rồi. Này. Mới hỏi xong rồi. Trời. Ê, đi đâu vậy cha nội? Biết xếp hàng không? Ta xếp hàng nãy giờ ở đây nè, đi xuống dưới đi. Không biết có lịch sự gì hết trơn. Chú em. Sao chú? Chú
Chu hay thường xuyên tới đây không? Không. Nhưng mà nghe nói ông thầy này hay lắm. Chuyện gì ông cũng giải quyết được hết trơn á. Dữ vậy? Hôm nay Chu tây tây, chuyện gì vậy? Hôm bữa ông đi bơi, bị gớt mất cái quần bơi. Rồi tới đây hỏi ổng chỗ đi kiếm. Yeah! Ây da! Trời ơi, trời ơi, có sao không vậy? Có sao, có sao không? Máu mày tùm lum. Không, trời ơi, ông thử té cho tôi, hỏi có sao không nữa. Ây da, có cần đưa bệnh viện không? Ờ, thôi, 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 thôi. Mọi người đừng đụng tôi, mọi người đừng thương hại tôi. Tôi không có sao hết. Ây da, ây da, ây da. Thầy nói kiếp trước tôi làm siêu nhân, giải cứu thế giới. Nhiều đây máu me có nhầm nhò gì đối với tôi hả? Ở đâu có công lý, ở đó có siêu nhân. Mọi người thì tôi đi đây. Tôi sẽ đi may áo choàng, tôi nên may quần xịp đỏ, tôi học bay, tôi học võ, tôi học tàn hình. Chân không có sao thì không vậy chú? Chân là chắc chắn không sao rồi đó. Nhưng mà cái này là có sao nè. Tìm ta có việc gì? Dạ, nhờ thầy giúp giùm coi làm cách nào có con đó thầy. Có vợ chưa? Dạ có rồi thầy. Lại là trâu già gặm cỏ non đúng không? Đâu có. Tuổi là xem luôn á thầy. Xem là khó có con là đúng rồi. Ủa? Ủa? Vậy có cách nào gỡ được không thầy? Nguyên nhân là do nhà ngươi có râu. Dạ. Ủa? Ủa sao dính được hay vậy ta? Ừ ha. Sao dính được hay vậy ta? Hỏi thầy, sao thầy hỏi con? Đâu? Ta đang hỏi bề trên. Ta có hỏi nhà ngươi đâu. Ủa, có bề trên luôn hả thầy? Alo, ở trển nghe được không ạ? Dạ. Dạ, ý bề trên là vậy đúng không ạ? Dạ. Câu chuyện này đơn giản mà. Để con nói lại cho ạ. Rồi, vậy con cúp máy nha. Bề trên nói là câu chuyện này không nói được. Thiên cơ bất khả lộ. Ủa, vậy cũng quê chết hả thầy? Sao mà quầy trớt được? Con đã đến đây thì thầy sẽ giải cho con. Cách duy nhất á, con về cạo hết râu, lông mi, lông mày. Chỗ nào có lông cạo hết cho thầy. Cạo đến khi nào trụi lũi luôn là vợ con sẽ có bầu. Ủa quên thầy, sao tự nhiên dán vợ con? Con tới đây con hỏi là hỏi cho con dâu con mà. Trời ơi, chứ con có con rồi. Ba bốn đứa, đứa lớn nhất cỡ tại tuổi thầy luôn á. Sao không nói? Xin lỗi thầy. Mà nguyên nhân cũng là do lỗi của ngươi. Ủa nữa hả? Tại vì ngươi sinh đẻ quá nhiều, tạo ra quá nhiều sinh khí. Nó chèn ép con trai và con dâu của ngươi, khiến cho tụi nó không thể có con. Thầy, vậy có cách nào? Có cách nào gỡ luôn này? Nhà ngươi phải cắt đứt cái nguồn tạo ra cái sinh khí đó. Ý thầy là đúng vậy. Nhà ngươi phải tự thiến, phải hy sinh đời bố để củng cố đời con, mới lòi ra được thằng cháu nội được. Cái gì? Uống tóc hả? Thôi bà ơi, làm ơn đi. Tóc vậy đẹp rồi. Để tiền mua tả cũng xài ứa nữa. Ba về cơ. Ê, ba về. Nhường chỗ ba ngồi. Ba ngồi ba. Ngon. Thôi được rồi. Ủa sao nhìn ba mệt mỏi vậy? Đi thầy về sao rồi? Ổn ba. Ba không sao đâu. Mấy đứa yên tâm đi. Con hỏi chị anh hai bà ba. Ừ. Anh hai sao á? Ý bà nói là vợ chồng thằng Thái không sao hết trơn á. Nha. Tụi con yên tâm. Có cách. Có em bé. Chỉ có điều là phải cắt. Cắt gì ba? Cắt tóc con à. Tóc bà nó dài quá. Con nghĩ là nên cắt bà. Con cũng nghĩ là ba nên cắt hả? Đúng rồi, chứ để dài lòng thòng dư thừa cắt đi chứ để chi ba. Ba biết sao không? Ba cắt lên nhìn cái tóc ba nó gọn như nè. Nhìn ba sẽ trẻ ra. Ừ, ba biết rồi. Thôi, hai đứa đi nghỉ đi. Ba muốn ngồi đây một mình. Ba nói làm sao?
Trăng hôm nay tròn và đẹp quá. Nhưng dù trăng có tròn và đẹp cách mấy chăng nữa thì cũng có lúc bị mây che khuất. Cũng giống như tao với mày vậy đó. Tình bạn chúng ta bao nhiêu năm trời quá đẹp thế không? Nhưng cũng đến lúc chấm dứt rồi. Thôi thì bên nhau ngày nào hay ngày đó. Vậy nghe, xuống thì tôi ru mày ngủ. Mày thích ca nhạc hay ngâm thơ nè? Thơ phải không? Được rồi, tao ngâm. Trăng kia mây kéo che mờ, cục cưng sao nở chia lìa cố nhân. Ủa ba, sao giờ này con thấy ba hay coi đi coi lại mấy cái phim về Đại Nội Tổng Quản rồi Thái Giám nữa vậy? Xem để coi cử chỉ họ như thế nào rồi mai mốt làm quen đó mà con. Không phải, ba chỉ muốn tìm hiểu về họ thôi ha. Mà càng tìm hiểu về họ mà thấy đồng cảm với họ, thương, đáng thương. Ba làm như ba giống người ta vậy đó, bị đặt đồng cảm được. Giống người ta rồi sao? Hả? Cười cái gì? Con biết làm như vậy là xúc phạm người ta không? Hả? Đồng cảm gì mà đồng cảm? Ủa đồng cảm gì không được sao? Con có biết những người này nè, những cái người này nè, họ muốn trở thành như vậy sao? Hả? Đôi khi họ trở thành như vậy là bởi vì, bởi vì đôi khi họ không muốn như vậy nhưng mà họ buộc phải làm là bởi vì họ cứu cả gia tộc của họ. Họ cứu luôn cả cái gia đình của họ nữa kia. Con giỡn thôi chứ đâu có gì đâu cần. Con không hề biết bất cứ gì về họ thì đừng nên nói như vậy. Lui đi. Anh hai, hết hồn. Gì vậy? Anh tụi mày thấy sao chứ? Tao thấy điều này ba kỳ lắm luôn á. Trời, em thấy kỳ lắm 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 luôn á. Mình nói này luôn á. Đấy. Kìa đó. Coi tay kìa, coi tay kìa. Anh hai ơi, chắc không ổn quá. Gì? Khỏa thân luôn hả? Gửi cho tao đi. Nghĩa chính. Dạ. Ủa, ba? Gì mà đi du lịch gì mà mặc đóng vậy trời? Kêu ba cho tụi con đi theo thì không chịu. Con đi Thái Lan cũng chết rồi, không cho đi, đi mình. Bộ đi đó sướng sao con? Hả? Đau lắm đó. Đau. Ôi, du lịch mà, du lịch mà ba. Ý ba nói là đi đó cũng sung sướng nhưng mà mình ra tiền, mình tốn tiền đi là đau lòng, hiểu không? Với lại cái này đi là ba đi là đi ké người ta, hiểu không? Dắt theo cả gia đình đi vậy xấu hổ chết. Chứ lâu lâu tụi bay cũng phải cho tao thảnh thơi vui vẻ xíu, hiểu không? Thôi ba thảnh thơi bao lâu cũng được mà nhớ mua quà cho tụi con là được rồi. Đúng rồi ba. Hey ba. Kiều nè. Dù ba có đi đâu, làm cái gì, hay trở thành một cái gì chăng nữa, thì ba vẫn là ba của các con nha. Vẫn là người ba chân chính của các con. Ủa, có thiệt là ba đi du lịch không vậy? Sao? Cái gì mà nó sầu bi dữ vậy ba? Thì đi chứ, bắt buộc ba đã quyết định đi rồi mà, thì phải đi thôi. Coi phụ ba đem vali ra xe đi. Đi đi, có trễ chuyến bay qua nữa.
Ê, ê, tôi ơi, ơi, coi. Gì vậy? Gì vậy? Và các bạn, điểm tin buổi trưa có tin nóng như sau. Một đối tượng bị nghi sử dụng ma túy đá khi lang thang trong tình trạng bán đá rồi cái kiểu rồi, rồi sản lên rồi cởi chuồng chạy vòng, có ốm cây kìa, có ốm cây kìa. Ông chưa? Ông không có chơi mấy cái đó chưa? Thấy ông ốm giống giống. Mày thằng bả đi chuyện tôi sao tôi chơi mấy cái này được? Chơi. Ừ. Cho thế giới này. Mà bà coi cái gì kiểu vậy? Nhìn gì vậy? Gớm gì? Sáng thì. Mấy đứa con nha. Bà vô phòng. Ủa sao bà? Tới giờ đi mà. Ủa nó chạy đi đâu chứ? Tự nhiên bà không muốn đi nữa. Ủa là sao? Con nghĩ là không muốn đi nữa chứ sao? Ba nè, con hỏi thiệt nha. Bữa giờ ba bị cái gì, ba bị làm sao? Ba phải nói cho tụi con nghe chứ, bữa giờ con thấy ba kỳ lắm á. Sao ba? Cái ông thầy bói hôm bữa ba đi là cái thằng ngáo đá này nè. Thì nó đâu liên quan gì tới chuyện ba đi Thái Lan đâu. Sao không liên quan con? Nó là người kêu ba đi Thái Lan. Thí để mà con có con trai đó. Trời ơi ba ơi. Ủa, cái chuyện vô lý gì mà ba cũng tin được nữa. Trời. Ba định làm thiệt luôn á. Ba. Trời ơi, bữa tao đã cản rồi, đừng có mê tín dị đoan. Hên á, coi trễ một chút là ông già mất một khúc. Mà cũng anh hai không chứ ai. Ba là lo cho anh, không có nôn nóng, không có làm cái chuyện đó chứ. Phải chứ mà anh khỏe khỏe như em đi. Làm hơi một bốn đứa cái là ổng đâu cần phải lo đâu, thấy không? Khỏe rè. Thì đúng rồi. Ông đâu có lo gì đâu, không khỏe. Đẻ bốn năm đứa mà có mình tôi lo à. Ê, bà nói chuyện kiểu gì vậy? Giờ đẻ ra có mình bà lo là sao? Bộ con có ô tô không biết lo hả? Em phơi đồ giùm em vô rửa chén tiếp nha. Mốt nhắm phơi không được đừng giặt. Không giặt thì đồ đâu mặc. Dồn lại 3-4 ngày rồi giặt. Cái đó là dồn 3-4 ngày rồi đó chứ thời gian đâu mà giặt. Hồi nãy phải cho con Su nó tự tắm á, rồi mới có thời gian xuống đây rửa chén nè, rồi một hồi phải rồi lên. Rồi người ta tí được phơi cho. Gì ở nhà không mà đóng vậy? Ngày nào cũng đóng vậy nè. Đồ của con anh không đó chứ em có miếng nào trong đó đâu. Đúng rồi, con tôi. Con của mình tôi à, có mình tôi đẻ được á. Rầu quá, sắp tới ngày đóng tiền bảo hiểm cho ông Su rồi. Bé Na sắp tới tuổi đi học nữa chứ. Tháng này tôi đưa đủ tiền rồi nha. Dạ, em nói là còn nhiều thứ khác phải lo. Cái tiền anh đưa đủ đâu vô đâu. Bà nói chuyện nghe mắc cười không? Cũng chính miệng bà nói là nhiêu đó tiền là đủ rồi. Đủ là đủ cái tiền sinh hoạt thôi, chứ còn mấy cái chi phí lặt vặt phát sinh nữa còn chi. Nội cái chuyện con Xí nó uống sữa hả, sữa này không hợp rồi phải đổi qua sữa kia. Chưa kể là tiền thuốc men, rồi sách vở của Xu. Đi làm ở ngoài cực như con chó vậy. Biết sao mới vừa lòng nữa. Hay cho em đi làm đi. Cái gì? Bà đi làm rồi ở nhà ai coi mấy đứa nhỏ hả? Đàn bà là phải lo chuyện bếp núc nội trợ. Đừng có lèm bèm. Có đói cũng không có chết đâu. Trời tự sinh tự nuôi. Trời có cho tiền mua tã sữa, có cho tiền đóng tiền bảo hiểm không? Suốt ngày rồi đẻ. Bây giờ đẻ xong rồi ai nuôi? Tôi đòi đẻ hả? Ba có đòi đẻ không? Rồi bây giờ khổ rồi đổ thừa tôi. Ủa anh không nhớ hả? Mấy cái lúc mà em muốn an toàn á, anh lúc nào cũng kệ đi. Có còn là phước cho trời mà. Đàn bà là phải biết tự canh chừng chứ. Tại bà dở, bà không biết tính toán. Xong bây giờ lại đổ thừa tôi là sao? Sao? Tôi nói đúng quá phải không? Không làm được thì em làm. Kêu. Mẹ nó đẻ chi cho khổ vậy nè.
Sao khuya rồi không lên trên ngủ đi, còn ngồi đây chi vậy? Nhiều khi nghĩ lại em cũng không biết sao hồi xưa em cưới ổng nữa. Này, hai vợ chồng lại cãi nhau đấy à? Nhưng mà cũng tại em sinh đẻ không có kế hoạch chi, giờ khổ quá. Thiệt á, nhiều khi nhìn em thấy thương ghê á. Một mình em không hiểu sao mà xoay sở được với mấy đứa nhỏ nữa. Chị nhìn em xinh mà chị ngán luôn á. Em cũng ngán lắm á, mà dừng đẻ không có được. Em không biết sao em tìm mọi cách rồi mà không có hiệu quả. Ôi trời đất ơi, tưởng cái gì. Đây nè, em xài thử cái viên uống tránh thai kết hợp đi. Chị cũng đang xài cái loại đó đó. Khi nào mà em muốn sinh con á thì em chỉ cần ngừng uống thôi là em sinh được rồi. Cái đấy hiệu quả cực kỳ luôn mà an toàn nữa. Thiệt hả chị? Ừ. Vậy mà giờ em mới biết. Mà chị nói em sớm hơn. Tưởng đâu là em đam mê đẻ không á chứ. Chị này đam mê gì nổi nữa mà đam mê. Em ơi, có điện thoại kìa. Ơi đợi em xíu. À. An toàn mà. Ừ, vậy anh yên tâm. Chứ anh nhìn em này, mọi người đều khen em đẹp da như kiểu người mới biết yêu ấy. Mà khi nào muốn có con thì sao? À, thì khi nào mà mình muốn có con ấy thì mình chỉ cần sử dụng thôi. Nhưng mà em cũng khuyên anh nhỉ, cái này anh phải suy nghĩ kỹ đấy. Chứ có con vào là mệt lắm á. Có con chứ em. Em biết rồi, em biết anh chu đáo mà. Đấy mà em giữ kín chuyện này giùm anh cái nha. Trời ơi, yên tâm đi. Chuyện này chỉ có em với anh biết thôi, không có ai biết đâu. Vậy anh nha. Anh đang làm cái gì đấy? Anh tập thể dục thôi. Anh tập thể dục thôi. Nửa đêm rồi, giờ hơi đi tập thể dục nữa. Ủa mà giờ này ai gọi cho em vậy? Sếp em gọi chứ ai. Chắc có công chuyện gì hả? Công việc ấy mà. Công việc hả? Em làm cái nha. Người mai còn đi làm sớm. Ngủ em. Vậy thôi, ngủ đi. Dạo này đi làm được makeup đẹp quá trời đẹp, như con gái chưa có chồng vậy đó. Chồng yêu cũng thấy vậy à? Hôm qua sếp em mới khen em một câu y chang luôn ấy. Sếp cũng khen hả? Thì đẹp thì sếp phải khen rồi. Mà thường người đẹp hay có nhiều bí mật giấu chồng mình lắm. Này, giấu cái gì là giấu cái gì? Chồng đang nói cái gì đấy? Thì nói vậy đó, ngứa thì gãi thôi. Kìa. Này, em hỏi nhá. Hôm qua chồng có nghe lấy điện thoại của em không đấy? Không. Em nghĩ chồng mình là cái thứ thể loại chó chết gì mà nghe lấy điện thoại của người ta. Hả? Em chỉ hỏi vậy thôi mà. À, chồng lên phòng lấy giỏ giùm em với. Đi làm người ta sai về nhà sai chồng. Ok, nhờ cô tí.
Gì vậy trời? Da dép. Thuốc chấm thai. Cái này là cái gì? Hả? Tại sao đi làm mang theo thuốc chấm thai? Cái này... Thì ra là em mèo mỡ gà đồng với ông sếp. Hôm qua nói chuyện điện thoại cả 10 phút 6 giây là tôi nghi rồi. Anh đang nói cái gì đấy? Làm gì có chuyện đấy? Làm gì có chuyện đó. Hôm qua tôi nghe lén điện thoại của em từng chữ không sót chữ nào. Vậy mà còn chối. Em đi làm mang theo thuốc tránh thai làm cái gì? Ai dè tôi cố gắng quá trời không lòi ra được mặt con nào. Thì ra là ngoại tình. Này, anh thôi đi. Anh quá đáng rồi đấy. Quá đáng. Rồi tối hôm qua nói chuyện điện thoại là nói chuyện gì? Hả? Bàn công việc hả? Không. Đó. Còn cãi không? Em còn lời gì nói với tôi nữa không? Hôm qua sếp gọi cho em á là bàn về việc thuốc tránh thai này thế này. Trời ơi trời, chịu nổi không trời? Ăn nằm với nhau rồi bây giờ còn bàn về thuốc tránh thai nữa. Trời tuyệt vời, vợ tuyệt vời, vợ tuyệt vời nhất. Hôm qua sếp điện cho em là sếp hỏi về cách sử dụng một thuốc tránh thai này. Bởi vì vợ chồng sếp cũng chưa muốn có con. Trời, nói chuyện làm như tôi đứa nít chứ. Anh là đứa con nít chứ còn gì nữa. Ừ, đúng rồi, chơi tôi con nít bởi vì á cặp kè với thằng sếp lớn hơn tôi nhiều. Này, anh không tin thì anh gọi điện thoại thử đi. Không thèm làm chuyện đó, thích gì ra phường ra quý bạn. Đó, đó, người tình trong năm gọi kìa, nghe đi. Video con đồ, nhìn mặt nhau đồ. Alo, dạ em chào sếp. Ừ, vợ anh có chuyện muốn nói với em nè. Dạ. Sống, sống. Hello em, chị nè. Chị nhờ anh gọi điện để cảm ơn em. Hôm qua chị hỏi em cái vụ thuốc tránh thai á, nên là chị định tối nay mời em đi cà phê, cảm ơn á. Dạ, hôm qua em cũng chỉ xếp kỹ rồi chị. À, có gì chị đọc kỹ hướng dẫn sử dụng nha. Ừ, tại vì biết sao không, tối qua chị bận quá cho nên là chị mới nhờ ông nhắn tin cho em, chứ mấy cái này cũng ngại. Dạ, không có gì đâu chị. À, nhưng mà chồng em hơi ghen á chị. Chồng em ghen hả? Ủa, nó nghe lén điện thoại em hả? Dạ đúng rồi chị, chồng em hơi con nít ấy mà. Hôm qua anh nghe không sót chỗ nào luôn đó chị. Anh, hôm qua thằng chồng nó nghe lén điện thoại nó xong rồi ghen nữa kìa. Em nói cho anh biết nha, anh mà nghe lén điện thoại của em á em cắt cái lỗ tai của anh luôn á. À, vậy tối nay hẹn gặp chị ở chỗ cũ nhé chị. Dạ, em chào chị. Đó, đó thấy chưa? Lùng lộn cả lên. Thì thương mới ghen chứ. Mà em giải thích đi, thuốc tránh thai này là làm sao? Làm anh không biết gì hết đó. Thì tại em chưa sẵn sàng thôi. Anh nhìn vợ chồng Kiều thử. Ăn không đủ ăn, mặc không đủ mặc. Chăm một lúc bốn đứa như thế rồi thời gian đâu chăm sóc cho bản thân nữa. Với lại á, em muốn vợ chồng mình khi nào mà có một cái khoản tiết kiệm đầy đủ ấy, có thể mà sẵn sàng chăm sóc tốt cho con ấy, thì cái đấy tụi mình có con cũng chưa muộn mà. Với lại em tìm hiểu kỹ rồi, cái thuốc này nè, khi nào mà mình muốn có con á thì mình chỉ cần ngưng sử dụng thuốc này là mình có con bình thường mà, không có tác dụng phụ gì đâu. Em không bàn với anh để anh tìm đủ mọi cách làm quá trời cũng rung hết chân. Ơ kìa, thì em nhớ trước khi cưới thì mình đã thống nhất với nhau còn gì. Nhưng mà hôm bữa em nói em không đặt vòng, anh tưởng em đổi ý rồi, tưởng em sẵn sàng. Trời, làm tưởng vô sinh sợ quá trời. Em xin lỗi, em không biết. Chồng, em quyết định rồi. Hay là 2 tháng nữa mình có con nha. Hả? 2 tháng nữa cũng được. Ăn đi, ăn đi, đi làm nữa. Chồng ơi, hôm nay chồng đưa em đi làm nhá. Tất nhiên, chứ mẹ để em sếp đưa đi. Để em làm cho. Bữa nay anh chị hai hẹn cả nhà mình ra đây có chuyện gì nữa. Sao con nghe cái mùi nó nghiêm trọng sao ba ơi. Cao xanh ơi, thượng thiên ơi, cha mẹ ơi. Con biết ngay thế nào cái ngày này cũng tới mà. À, đó là vợ chồng là phải có con có cái thì mới có thể bền vững nhau được. Chứ mà không có con cái thì thế nào.
ly dị cũng xảy ra mà thôi. Dù gì đi nữa, cái chuyện đó chuyện của gia đình ta. Hồi nói chuyện lựa lời mà nói nha, phải tinh tế đó. Ba. À, con có chuyện muốn nói với ba với lại mọi người. Thôi, không cần nói nữa đâu. Ở đây mọi người cũng biết hết rồi. Cái quan trọng là hai đứa suy nghĩ kỹ chưa? Chuyện này không những tụi con suy nghĩ kỹ mà tụi con có lên kế hoạch từ lâu rồi ba ạ. Ừ. Cái chuyện này mà anh chị cũng lên kế hoạch trước nữa hả? Lên chứ sao không lên? Phải chuẩn bị kỹ chứ, để còn có báo với gia đình rồi bạn bè rồi hàng xóm người ta tới chúc mừng nữa. Đúng rồi. Trời ơi, cái chuyện này là bộ là chuyện vui để đáng chúc mừng luôn á hả? Vui chứ. Vui chứ sao không vui trời. Trời ơi, tôi đi. Nó điên hết rồi. Bình tĩnh ba. Ba xem nè ba. Xem cái gì nữa? Cái đơn ly dị tụi bay cứ ký thì ký đại đi, còn đưa xem cái gì nữa? Cái gì ly dị? Trời ơi, đây nè, ba coi đi. Cháu đích tôn của ba đó. Ủa? Ủa, siêu ấm. Vậy là có hai đứa có rồi hả? Dạ, dạ. Cháu của ba. Trời ơi, cao xanh rồi, thượng thiên cha mẹ ơi. Con có cháu đích tôn rồi. Với lại, con cũng muốn chia sẻ với cả nhà thêm một tin vui nữa. Con mới tốt nghiệp lớp cao học rồi. Với lại con cũng mới được thăng chức cơ ba. Trời ơi, sao mà hên quá trời quá đất vậy ta. Vừa cái học xong một cái dứt cái là cái nó dính liền vậy đó. Chứ mà vừa đi học mà vừa mang cái nó cũng hơi kỳ kỳ. Nó mất đi cái nét đẹp của con. Dạ không phải hên đâu ba. Cái này đã nằm trong kế hoạch của hai vợ chồng con rồi. Con chủ động sử dụng viên uống tránh thai kết hợp á, cho nên là có thể chủ động người thai ngoài ý muốn đó ba. Ồ, hay dữ vậy. Ba, con cũng có tin vui nè. Chín nữa hả con? Hả? Có. Nhờ chị hai chỉ con cái viên uống tránh thai kết hợp á, mà từ đây về sau con với chồng con thoải mái luôn, không có sợ con ngoài ý muốn. Hả? Thì bà đi chuyện. Nhớ ghi mà, thì nói quên. Chết luôn vậy. Nào chị anh mua với nha. Gì hả? Gì? Phải mua tặng bạn kêu nó xài chứ mắc gì. Ôi con làm hết hồn quay. Chương trình giáo dục sức khỏe sinh sản phụ nữ Việt Nam được phối hợp thực hiện bởi Tổng cục Dân số Kế hoạch hóa gia đình và công ty Bayer. Chủ động tránh thai, chủ động tương lai. Vậy thôi em vô được không? Không được. Dạ, nó chậm chán. Nóng cái gì? Cưới Ruby. Làm việc 6-7 năm nay. Làm việc 6-7 năm nay cưới Ruby không biết là bao nhiêu lần, nhưng mà chưa có làm ăn được gì, chưa có quéo được cái nào. Ước gì đây là? Ước gì được quéo một cái cũng đỡ. Bỏ đi. Bỏ đi mọi người. Ước gì đây là làm cưới thật mà nhớ ra đây chú rể là như thế này không được. Ước gì đây là đám cưới thật chứ không phải là chú rể này nhé các bạn. Quéo quay cả anh em ơi. Chứ sao lại phải quéo cái. Đứng được cái chỗ. Đáng à. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Này, là có quay có nghe lén điện thoại của em đấy. Ao, nghĩ sao vậy? Tôi đã thể lại gì của con người với mấy con chó. Thôi, không cần giải thích đâu. Hôm qua tôi nghe lén điện thoại của em không sót một chữ nào. Ba đồ thay ngán này, thay ngán lẻ nữa, mẹ nhà cũng chắc không? Cha em cũng què với đủ ba đứa rồi, thấy xe hơi là mê rồi. Đạt của tôi ba muốn lời hãy đi chọn, hãy quên điều đó. Cửa vậy, quay một cửa vậy. Ở sao luôn nè. Đó, đã luôn. Đồ này là phong cách gì anh thấy? Cái xe Hàn Quốc đấy. Mặt sưng rồi anh ơi. Tôi làm gì anh Tony? Dọn hiện trường. Dọn hiện trường lát để quay.